đội tuyển Việt Nam có chiến thắng hủy diệt 5-0 trước đối thủ Campuchia. Trong đó chân sút kỳ cựu Nguyễn Anh Đức để lại ấn tượng mạnh sau gần 2 năm không thi đấu cho đội tuyển. Lần trở lại này của Anh Đức là do được huấn luyện viên Mai Đức Chung thuyết phục. Trong buổi họp báo sau trận đấu, vị chiến lược gia 66 tuổi này đã dành những lời khuyên cho Anh Đức. Tôi vẫn khuyên và chia sẻ nhất là nếu còn cái nhiệt huyết nên đóng góp cho đội tuyển, vì đây là đội tuyển của đất nước Việt Nam chúng ta chứ không phải một cá nhân nào, và bất kỳ người nào cái còn khả năng thì nên đóng góp cho đội tuyển Việt Nam chúng ta. Chỉ là huấn luyện viên tạm quyền ở đội tuyển Việt Nam sau khi ông Nguyễn Hữu Thắng xin từ chức. Làm việc trong vỏn vẹn 2 trận đấu và giành trọn 6 điểm, nhất là trận thắng đẹp Campuchia 5-0 ở những chỗ cho đồng nghiệp người Hàn Quốc Park Hang-seo. Tràng pháo tay dành cho huấn luyện viên Mai Đức Chung sau cuộc họp báo và câu chào tạm biệt của ông có lẽ sẽ gây xúc động đối với nhiều người.